Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam và 3 hãng hàng không yêu cầu không tăng giá vé máy bay trong năm 2018. Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế triển khai hệ thống tiếp nhận ý kiến phản ánh người dân trực tuyến trên nền tảng ứng dụng đô thị thông minh Huế. Nhiều bạn trẻ cùng nhau xây dựng các dự án ý tưởng hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng thông qua hoạt động dự án trại hè lãnh đạo tổ chức lần đầu tiên tại Huế. Nội dung phản ánh của một khoảnh khắc ngày mới sáng nay. Xin kính chào và chúc quý khán giả của chương trình Huế ngày mới bước vào một tuần làm việc mới hiệu quả, đạt được nhiều thành công. Vừa rồi là phần điểm những tin chính của chương trình Huế ngày mới sáng nay, thứ hai ngày 20 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tư pháp vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ đánh giá hậu quả tác hại của việc ban hành văn bản trái pháp luật. Qua kiểm tra văn bản do các bộ ngành địa phương ban hành, Bộ Tư pháp đã phát hiện hơn 5.600 văn bản trái pháp luật. Tuy nhiên hiện nay, pháp luật chưa có quy định về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong trường hợp ban hành và thi hành văn bản trái pháp luật gây thiệt hại. Trong năm 2017, qua công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, Bộ Tư pháp đã phát hiện 5.639 văn bản trái pháp luật. Trong đó, có trên 1.200 văn bản trái pháp luật về thẩm quyền ban hành và nội dung, hơn 3.800 văn bản sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức kỹ thuật trình bày văn bản, gần 600 văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật. Văn bản trái pháp luật không xử lý kịp thời sẽ làm mất niềm tin vào sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật, giảm ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Tuy nhiên đến nay, hầu như không có trường hợp nào bị xử lý vì ban hành văn bản trái pháp luật. Trước tình trạng trên, Bộ Tư pháp đã đề nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm trình Quốc hội dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó nghiên cứu đề xuất cơ chế trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong việc ban hành và thi hành văn bản trái pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi tới Cục Hàng không Việt Nam và 3 hãng hàng không là Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar Pacific Airlines yêu cầu không tăng giá vé máy bay trong năm 2018. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong thời gian qua, giá nhiên liệu Jet A1 sang máy bay khu vực châu Á, tỷ giá gốc ngoại tệ có nhiều biến động, đã làm ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của hãng hàng không Việt Nam. Tuy nhiên, nhằm thực hiện nhiệm vụ của Quốc hội và Chính phủ về việc thực hiện kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam thực hiện đúng khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không theo quy định, không thực hiện việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ vận chuyển hàng không trong khung giá và điều chỉnh tăng các khoản phụ thu của hãng đối với khách mua vé máy bay trong năm 2018. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam theo dõi, giám sát và xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định. Trước những thiệt thòi trong cách tính lương hưu giữa lao động nữ và lao động nam theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến xây dựng nghị định điều chỉnh lương hưu cho số lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021. Dự kiến có 91.000 lao động nữ bị tác động bởi điều chỉnh này. Theo đó, dự thảo nghị định quy định mức điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và có mức lương hưu thấp hơn so với người có cùng số năm đóng bảo hiểm xã hội bắt đầu hưởng lương hưu trong năm 2017. Đây cũng là phương án nhằm bảo đảm hài hòa với lộ trình điều chỉnh cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu của nam giới bắt đầu hưởng lương hưu tại cùng thời điểm. Dự thảo nghị định quy định mức điều chỉnh như sau. Lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 với đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu thêm một khoản tiền được tính tỷ lệ từ 0,27% đến 12,31%. Dự kiến nguồn kinh phí chi cho việc hỗ trợ khoảng 80 tỷ đồng và lấy từ quỹ bảo hiểm xã hội. Tiếp tục chương trình với những thông tin trong tỉnh. Trung tâm Điều hành Giám sát Đô thị Thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triển khai hệ thống tiếp nhận ý kiến phản ánh người dân trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Đô thị Thông minh Huế. Theo đó, người dân chỉ cần tải ứng dụng với tên gọi Đô thị Thông minh Huế trên smartphone hoặc vào Facebook Đô thị Thông minh Huế sẽ được app hướng dẫn cụ thể cách thức phản ánh kiến nghị. Khi gặp sự việc cần phản ánh, người dân chỉ cần chụp ảnh hoặc quay phim bằng điện thoại di động ngay tại hiện trường, gửi đến địa chỉ này. Ngay lập tức, toàn bộ thông tin, hình ảnh, nội dung, địa điểm ghi hình cùng số điện thoại người gửi sẽ được Trung tâm Giám sát Đô thị Thông minh Thừa Thiên Huế tiếp nhận, phân loại nội dung và chuyển đến đơn vị có thẩm quyền xử lý gần như ngay lập tức.
app này là chỉ cần tải lên thiết bị thông minh, một cái app lên trên thiết bị thông minh và người dân có thể đứng ở mọi lúc mọi nơi mà có thể có ý kiến phản ánh thì có thể phản ánh lên hiện trường qua phần mềm này. Người dân có thể sử dụng hoàn toàn phần mềm một cách đơn giản. Thời gian thao tác chưa được một phút, mình vừa đánh thì nội dung của phản ánh, vừa quay phim hoặc là chụp hình lại để tại cái thời điểm thì cũng chưa được một phút. Mình sẽ gửi đến trung tâm đô thị thông minh để phản ánh về cái nội dung bất cập trong cuộc sống cũng như là trong xã hội. Với hệ thống này, người dân dễ dàng truy cập từ thiết bị di động được kết nối Internet 3G để gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh kiến nghị của mình về trật tự đô thị, vệ sinh thực phẩm, y tế, du lịch, cũng như các hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm có nhiệm vụ phân tích, phân loại để chuyển về các cơ quan chuyên môn liên quan xử lý. Quy trình xử lý được đảm bảo thực hiện và được giám sát tự động thông qua quy định của Ủy ban dân tỉnh. Khi triển khai cái giải pháp phản ánh hiện trường này thì chúng ta sẽ khắc phục được ba cái hạn chế lâu nay. Thứ nhất là khắc phục được cái việc là quá nhiều cái đầu mối tiếp nhận phản ánh, từ đó là cái công tác mà giải quyết mang tính chất manh mún. Cái thứ hai là cái thông tin phản ánh rất cụ thể từ người phản ánh, nội dung phản ánh, vị trí phản ánh cũng như là hình ảnh phản ánh đều được gửi đồng thời về làm cơ sở để mà giải quyết các cái xử lý kiến nghị phản ánh một cách là nhanh chóng và hiệu quả. Ứng dụng phản ánh hiện trường là một thành phần của ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Ứng dụng cung cấp chức năng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, khách du lịch phản ánh toàn diện các hoạt động trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2018, hệ thống triển khai thí điểm tiếp nhận phản ánh 5 nhóm lĩnh vực, bao gồm dịch vụ hành chính công, dịch vụ công ích và sự nghiệp, hạ tầng đô thị, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Sau khi thí điểm thành công, sẽ nhân rộng mô hình trên toàn bộ lĩnh vực và toàn bộ địa bàn tỉnh năm 2019. Thưa quý vị, nhiều năm về trước khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền luôn xác định tập trung ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu lao động, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Sau nhiều năm phấn đấu, đến nay, xã ven biển Quảng Công đã hoàn thành các tiêu chí và đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đây cũng là địa phương thứ hai của huyện Quảng Điền được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Về phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Quảng Công đã huy động được trên 65 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội. Nhân dân đã tình nguyện hiến gần 38.000 mét vuông đất, đóng góp trên 1.500 ngày công lao động để thực hiện chương trình. 100% đường liên thôn xóm đã bê tông hóa, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 26,1 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,62%, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sắc. So với những cái năm trước á, thì nói chung cái mặt bằng cả nguyên cái là trên các tuyến đường á, là của quê hương thì gặp rất nhiều khó khăn vì cái thời điểm đó á, nó sẽ là vì là chưa phát triển được đường xá đi là rất bấp bênh, các là nó cũng phải là bền vững như mà bây giờ chưa là đường xá là có bê tông hóa nông thôn có đường nhựa rồi thấy cảm thấy là cuộc sống thì nhà hạ hơn mọi năm trước. Giờ là nông thôn mới thì chủ trương cộng là hỗ trợ xi măng xã hội hóa, trong đó nhân dân chúng tôi cộng là đồng tình là góp công góp của và đồng thời đặc biệt là coi như là hiến đất hiến cây và huy động các cái nguồn lực của trong dân. Hiện nay là cái bộ mặt mà thôn lực chúng tôi cơ bản là cũng là được là coi như là khang trang sạch đẹp. Với một số xã có xuất phát điểm không cao, để đạt được những thành tích đó, trong vòng 7 năm qua, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Quảng Công đã nỗ lực không ngừng với cách làm sáng tạo. Một trong những bài học kinh nghiệm lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới của địa phương là sự thống nhất vào cuộc của cấp ủy chính quyền và người dân trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh với phương châm dễ làm trước khó làm sau. Đặc biệt đội ngũ cán bộ đảng viên cơ bản đi đầu để quần chúng nhân dân làm theo. Ủy ban xã cùng với bà con nhân dân cũng đã đồng tâm để thực hiện, trong đó là cái việc mà thực hiện vận động nhân dân hiến đất
để mà xây dựng các cái trường học cũng như trục giao thông chính thì cũng đã được hoàn tất. Và bà con dân trong 7 năm qua cũng đã hiện được 24.000 mét vuông đất để xây dựng các công trình nói trên. Và trong tháng từ nay cho đến tháng 9 thì xã cũng đang phát động nhiều phong trào để đón nhận cái nông thôn mới trong tháng 9 tới. Nỗ lực hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, xã Quảng Công đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Những kết quả đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ là nền tảng vững chắc để đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Liên đoàn Lao động thành phố Huế vừa tổ chức đợt vận động đoàn viên nghiệp đoàn Xích Lô Xe Thô ký cam kết xây dựng lối sống văn minh đô thị. Theo đó, hơn 600 đoàn viên nghiệp đoàn Xích Lô Xe Thô đã tham gia ký cam kết xây dựng lối sống văn minh đô thị, ứng xử lịch sự với du khách, nhằm góp phần xây dựng hình ảnh thành phố festival không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn đẹp về cách ứng xử của con người. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức cập nhật dữ liệu để đảm bảo quyền lợi của các thành viên trong nghiệp đoàn, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Vietinbank phát hành thẻ cho các đoàn viên nghiệp đoàn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát hoạt động của các đoàn viên được cụ thể và chính xác hơn. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ nghiệp đoàn Xích Lô Xe Thô trên địa bàn thành phố Huế hoạt động văn minh, lịch sự và có hiệu quả cao. Chào đón năm học mới 2018-2019, Hội Bảo trợ trẻ em tỉnh vừa phối hợp với huyện Quảng Điền tổ chức tập huấn kỹ năng sống và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 120 em học sinh của 3 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Quảng Phước đã được hỗ trợ những kiến thức cơ bản về phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại tình dục tuổi vị thành niên. Và với chủ đề tháng hành động trẻ em năm 2018, vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số, các em đã được tiếp thu kiến thức về lợi ích tác hại của điện thoại thông minh, thế giới mạng, ảnh hưởng tới trẻ em, gia đình và xã hội. Đưa ra các tình huống, cách xử lý tốt các tình huống xảy ra trong cuộc sống, giúp các em có môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển, trở thành những người công dân có ích trong xã hội. Trong dịp này, Hội Bảo trợ trẻ em tỉnh cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, trao tặng 120 suất quà cho học sinh các trường có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, với tổng giá trị 36 triệu đồng, nhằm động viên các em học sinh nỗ lực vượt khó, vươn lên, đạt thành tích cao trong năm học mới. Thưa quý vị, đối với các bạn trẻ, ngoài những kiến thức được tiếp nhận khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường, thì việc được trang bị thêm những kỹ năng mềm, nhất là khả năng tư duy sáng tạo, hoạt động nhóm sẽ rất hữu ích để hoàn thiện bản thân. Dự án Trại hè lãnh đạo được Câu lạc bộ Nido Việt Nam tổ chức lần đầu tiên tại Huế với mong muốn trang bị thêm những kỹ năng mềm cho giới trẻ đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều học sinh sinh viên. Và quan trọng hơn, thông qua những hoạt động của dự án, các bạn trẻ đã cùng nhau xây dựng các dự án, ý tưởng, hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng. Khoảnh khắc ngày mới sáng nay, mời quý vị cùng tìm hiểu thêm những hoạt động lý thú từ dự án này. Đây là không khí sôi nổi trong buổi sinh hoạt tại trại hè lãnh đạo do Câu lạc bộ Nido Việt Nam khởi xướng. Tham gia hoạt động này có trên 30 bạn trẻ độ tuổi từ 16 đến 25 được tuyển chọn từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hội trại là nơi tập hợp các bạn trẻ có chung một mục đích thực hiện một dạng viên cộng đồng mà bản thân đang ấp ủ. Các bạn trẻ được chia làm từng nhóm để cùng nhau hoàn thiện những dạng ý tưởng như giúp đỡ người già và trẻ em cần sự giúp đỡ trong xã hội, xử lý rác thải tại các thành phố, các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng. Đây cũng là dịp mà các bạn học được cách vận hành một dạng một cách hiệu quả. Thì thông qua chương trình này thì đầu tiên là tụi em tăng được sự tự tin về bản thân mình, biết được thêm nhiều khả năng mà bản thân trước đây có thể chưa biết và khám phá được thêm nhiều mặt khác của bản thân mình. Thứ hai thì thông qua chương trình này thì tụi em học hỏi được khá là nhiều thứ. Tụi em học hỏi được cách làm việc nhóm, cách các phương thức lãnh đạo và biết được cách hiểu lẫn nhau, tìm hiểu lẫn nhau và cảm thông chia sẻ với nhau hơn khi làm việc chung với nhau. Điều lớn nhất mà em học đã hỏi được từ chương trình này đó chính là cách tôn trọng bản sắc riêng của từng cá nhân. Mỗi người đều có những cái hoàn cảnh, những cái xuất thân, những cái phần chìm của tảng băng nổi riêng. Vì vậy họ có những cái phần tạo nên tính cách và những cái khác biệt mà mình không thể biết được nếu như mình không đối thoại và mình không lắng nghe họ. Được thành lập từ năm 2015, Nido Việt Nam cho một nhóm các bạn trẻ thành lập nhằm giúp thu hẹp khoảng cách về kỹ năng sống của thanh niên trên cả nước. Đến nay, trại hè lãnh đạo đã có mặt tại nhiều tỉnh thành như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế.
Thông qua các hoạt động, các bạn trẻ nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Đây là một cơ hội để các bạn có thể học cách thức vận hành một dạng hoạt động vì cộng đồng mà mình đang theo đuổi. Sau những cái chương trình như thế này thì là mỗi người có một cái sự thay đổi khác nhau. Có một số bạn thì các bạn đến chương trình với một cái ý tưởng rất là lớn, các bạn khao khát được thực hiện những cái ý tưởng, và chương trình sẽ cung cấp cái phần năng lực các bạn còn thiếu, hoặc là cái phần tự tin mà các bạn còn chưa có. Còn một số bạn thì đến với chương trình là bởi vì các bạn đang gặp những cái vấn đề khó khăn và không biết chia sẻ cùng ai, thì chương trình sẽ là nơi mà các bạn có nhiều cái người bạn có thể lắng nghe được những cái câu chuyện như thế. Kết thúc buổi hội trại, nhóm có dạng hiệu quả, có tính thực tiễn cao sẽ được hỗ trợ kinh phí để thực hiện dạng của mình. Hội trại lần đầu là sân chơi thú vị cho các bạn trẻ đam mê các dạng giúp ích cho xã hội. Và từ sân chơi này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ thực hiện cho mình những dạng ý nghĩa phục vụ vì cộng đồng. Trong tuần tới, thời tiết sẽ có nhiều thay đổi thất thường, có khả năng nắng nóng tác động trực tiếp đến nhiều đối tượng thủy sản nuôi của người dân. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin rất hữu ích từ Chi cục Thủy sản tỉnh đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trong thời điểm hiện nay của người dân. Hiện nay, một số khu vực như Cồn Hợp Châu, thị trấn Thuận An, Doi Mũi Hàng, xã Phú Xuân, Đình Đôi, xã Vinh Hưng, độ kiềm môi trường nước thấp, bà con nên thường xuyên định kỳ bón vôi, duy trì độ kiềm trong ao từ 80 đến 120mg trên 1 lít để môi trường thích hợp và ổn định trong ao nuôi. Dự báo trong tuần tới, thời tiết vẫn tiếp tục thay đổi thất thường, có khả năng nắng nóng. Bà con nên cho ăn vừa đủ, giảm 20-30% thức ăn trong những ngày nắng nóng, bổ sung vitamin C, khoáng vi lượng, men tiêu hóa để tăng sức đề kháng, giúp tôm lột xác đồng loạt và nhanh cứng vỏ. Tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học, các loài vôi có khả năng hấp thu khí độc để xử lý nước và đáy ao. Lưu ý sử dụng các sản phẩm nằm trong danh mục cho phép được lưu hành. Các hồ nuôi tôm chân trắng trên cát đang tích cực chuẩn bị thả tôm giống trong vụ 2. Theo dự kiến, diện tích thả nuôi có thể cao vượt trội so với vụ 1. Đề nghị người dân, chính quyền địa phương quan tâm phối hợp với Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục Thủy sản để quản lý chất lượng con giống, đảm bảo theo yêu cầu quy định. Sắp đến mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh, bà con cần gấp rút thu hoạch các sản phẩm đạt kích cỡ thu hoạch, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án thu toàn bộ sản lượng và biện pháp phòng chống phù hợp. Đề nghị Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thị xã chỉ đạo nuôi cá lồng, thực hiện các quy định tại quyết định số 60 năm 2016 của Ủy ban dân tỉnh để đảm bảo hoạt động nuôi cá lồng bền vững, hiệu quả. Chương trình Huế ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.